Chào cả nhà không? Đây là chương trình cà phê buổi sáng nói chuyện về thị trường chứng khoán không? Trước một cái phiên bán tháo lớn của thị trường không? Hôm nay mình làm một cái video đầu tuần rất là quan trọng trước khi kết thúc tháng 2 năm 2024 không? Có một câu hỏi đặt ra rất là quan trọng là liệu nhóm ngân hàng đã hoàn thành cái nhiệm vụ trong một cái con sóng lớn không? Tức là gọi là áp chén không? Thì lâu nay những con sóng lớn đều có nhiệm vụ của nhóm ngân hàng, và nhiều người cho rằng là cái nhóm ngân hàng là đến giờ phút này là nó hoàn thành cái giai đoạn một kéo cái chỉ số tăng mạnh không. Thì hôm nay sẽ xem cái điều này nó có đúng không. Chúng ta thấy cái cây và ni này. Cái cây và ni nó có cái cây khối lượng phải nói là rất lớn ha? Rất lớn. Trước cái đợt giảm hôm trước đó, đợt giảm hôm trước nó có một cây rất là lớn. Từ cái mô hình hai đỉnh lúc trước đó, chúng ta thấy đây nè, trên này nè, là nó vào tháng 8 năm 2023 đó ha. Đó, con cây mình đi giảm rất lớn. Đó, thì ngay sau cây đó thì thị trường nó tích lũy mấy cây, nó phục hồi trở lại. Chúng ta thấy gần đây thị trường nó tăng khá mạnh không? Tăng phần lớn là do các cái cổ phiếu lớn tăng và nhóm ngân hàng tăng. Thì cái cây hôm qua có thể xem như là một cái cây phân phối. Một cây phân phối. Thì trong đó là nhóm ngân hàng là bị phân phối. Hiểu như thế. Thì trong quá khứ nó có ít cây như thế này lắm, nó có ít cây lắm. Đây, đó. Rồi. Đó. Có rất ít cây như thế này. Cái trong một cái thời gian khá dài nhóm ngân hàng tăng mạnh, nó cần một cái sự tích lũy là rất cần thiết. Bây giờ câu hỏi liệu là nhóm ngân hàng có bị phân phối ở cái giai đoạn một hay không. Đây chúng ta thấy giờ vô nhiều cái cổ phiếu ngân hàng xem thử ha. Giống như chúng ta thấy cái MBB này ha, ví dụ MBB đây. Đó. Cây này là cây rất quan trọng nhất. Nói chung anh em đầu tư thì cây này là phải mua rồi. Đúng không? Đó. Thì cái cây này cũng xem như là cây này rất nổ vôn, bắt đầu quá trình tăng.
thì giống như cái cây này nổ vôn ở cái vùng đỉnh thì cũng có thể nó bắt đầu giảm. Mình nói có thể thôi nha, chứ còn không chắc. Đó, các bạn lưu ý điều đó, có thể thôi. Tức là cái cây nổ này đã bắt đầu nó quá trình giảm. Thì nó tăng từ đây lên đây thì ba mươi mấy 40% rồi, ba mấy phần trăm rồi, thì nó cần điều chỉnh về cái mức cân bằng nào đó. Thì chúng ta thấy ở đây nó có, chúng ta nhìn cái biểu đồ xa ra chúng ta thấy nó có một cái mốc quan trọng, đó là cái mốc 22. Mốc quan trọng dưới nữa là cái mốc 21. Đó. Thì nói chung nó về cái hộp này thôi. Trong trường hợp xấu lắm nó về cái hộp này. Rồi tổng cái vôn mà nó phân phối ngân hàng ở giá cao đó, không? Tổng cái vôn mà nó phân phối ngân hàng ở giá cao là các bạn biết nó khoảng 30 31 31 ngàn tỷ. 31 ngàn. Tức là trong cái vùng này nè. Trong cái vùng này thì để cộng ngân hàng rồi những cái cổ phiếu mà ngân hàng mà được chốt lời ở cái mức giá cao đó là khoảng 31.000 tỷ. Nó đột biến trong trong vài phiên thôi, trong vài phiên gần đây thôi. Thì nói gì nói không, để mà hấp thụ được hết cái vùng này, hết hết cái vùng này thì cần, thứ nhất cần thời gian, thứ hai cần dòng tiền. Thì nhiều người người ta nói là ngân hàng, nhóm ngân hàng hoàn thành cái nhiệm vụ đầu tiên của một con sóng tăng. Thì cái điều đó cũng có thể đúng. Chúng ta hiểu như thế, cũng có thể đúng. Chúng ta xem tiếp một số cổ phiếu. Ví dụ như STB đi. STB cũng có cây vôn cao và lúc trước nó vôn nó thấp, nhưng mà cái hai hai ba cái cây bán phân phối ở hai khoảng ba cây bán đột biến và giá của nó thấp hơn ba ba cái cây hai cái cây trước đó, giá của nó đóng cửa thấp hơn cái trước đó. Rồi ví dụ như ICB đi, ICB thì nó không quan trọng lắm. Chúng ta thấy ICB nó có một cái cây nổ vôn ở ở đây ha, nổ vôn ở đây, cây nổ vôn ở đây, ở đây đây cái cây quan trọng của nó đây, cây Brad nó nằm đây đó. Thì cái cây giao dịch vừa rồi nó cũng lớn ha, cái cây khối lượng giao dịch vừa rồi nó cũng lớn. Đó, nhìn chung cái CTG nó còn lớn hơn mấy cái cây nó nổ vô, nó cái chùm khối lượng nữa, nó lớn hơn nữa. Đó. Thì các bạn hiểu cái điều này nè, tức là nhóm ngân hàng nó tạo đỉnh rồi ngay tức thì nó bị chốt và nó gãy, thì chắc chắn cái dòng tiền lớn tham gia đầu tư vào nhóm này đã chốt lời trong hai phiên thứ năm và thứ sáu, thậm chí cả thứ tư. Đó. Tức là người ta chốt lời hai ba phiên, hai ba phiên. Trong một cái kỹ thuật chốt lời các bạn thấy là
như là một số cổ phiếu mà cái lượng cổ phiếu nó không lớn, ví dụ như BDI, cái đoạn mà con BIDV nó tăng trần nữa, nó tăng trần thì các bạn thấy các cái cổ phiếu ngân hàng khác nó đồng loạt nó kéo lên, nó kéo lên, nhưng mà cái lượng bán nó là áp đảo luôn. Như vậy người ta có thể hiểu là cái cách để người ta chốt lời, cái cách để người ta chốt lời thì nhìn vào những cái vốn như này này, chúng ta thấy nhóm ngân hàng bị phân phối. Thì tuy nhiên tôi nói với các bạn đó là tôi nói dựa trên cái thể hiện của thị trường hiện tại, còn cái tương lai thì như thế nào nó không chắc đó, nhưng mà những cái dấu hiệu hiện tại thì nhiều người nghĩ là nhóm ngân hàng bị phân phối là hoàn toàn chính xác, hoàn toàn đúng. Với con số tôi ước tính là họ chốt lời giá cao được 30, khoảng trong vài phiên thôi, được 30 mười mấy ngàn tỷ. Thì có một điều các bạn lưu ý đó, đó là cái vùng cao nhất của nhóm cổ phiếu ngân hàng, tại đó nó rất khó vượt qua nữa, rất khó vượt qua. Nó tích lũy tính bằng tuần, tính bằng hàng tuần thì nó mới qua được cái nhóm đó, cái vùng đó. Cái đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai là các bạn thấy tâm lý nhà đầu tư bị vạ ở cái nhóm ngân hàng biến động mạnh như thế, bị vạ đó, tức là bị một cú bull trap cực nặng, thì về sau người ta sẽ thận trọng, tức là tâm lý nhà đầu tư sẽ thận trọng ở cái điểm này. Và từ đó đó nó rất khó vượt qua được cái đỉnh vừa rồi, nhìn chung cả nhóm ngành như vậy. Rồi cái điểm thứ ba quan trọng nhất là tôi nói với các bạn đó, sau này á, nhưng mà bây giờ sau này nhóm ngân hàng nó tăng giai đoạn 2 xong nó gãy, nó sẽ rớt cực mạnh nhiều cổ phiếu sàn luôn. Đó, tức là trong cái giai đoạn 2 tới nhóm ngân hàng tăng tăng tiếp tăng trong cái giai đoạn 2 thì nó sẽ giảm cực mạnh. Đó, các bạn lưu ý điều này. Tôi nói cái lưu ý số 3 mà tôi nói với các bạn là nếu nó xảy ra cái tăng giai đoạn 2 thì chắc chắn nó xảy ra cái giai đoạn rất cực mạnh. Và thành ra các bạn phải quản trị tốt cái đầu tư của mình sau này. Đó, các bạn lưu ý điều đó nếu các bạn không muốn mất tiền. Chắc chắn nó sẽ xảy ra. Những cái biến động vào hôm thứ sáu đó thì các bạn thấy nhiều nhóm cổ phiếu nó bị vạ lây, ví dụ như sản xuất kinh doanh, chứng khoán, bất động sản, nói chung nhiều, hầu hết các nhóm nó đều giảm mạnh, nó đều ảnh hưởng. Thì các bạn giữ những cái cổ phiếu mà nó bị giảm và lay như thế thì nó cũng không vấn đề gì đó. Nó sẽ phục hồi, bởi vì biến động của thị trường nó ảnh hưởng đến tâm lý chung chung của toàn thị trường. Nên nó không vấn đề gì đâu. Thì ở đây các bạn biết bây giờ một câu hỏi diễn ra đó, thì VN Index nó sẽ về vùng tích lũy nào? Ở đây nó có hai cái mốc quan trọng các bạn, đó là cái mốc chẵn 1.200, cái mốc tâm lý 1.200, cái mốc tâm lý 1.200 đó.
đó, cái mốc tâm lý 1.200 này, và cái mốc quan trọng nhất đó là nó khoảng 1.180 mốc này nè. Giả sử mà về đi về index nó về 1.200 nó lên thì cái chuyện đó là nó là xứng đáng ở cái hiện tại, tức là ở hiện tại thì những gì cho thấy nó chỉ về 1.200 thôi đó, cái kiểu như vậy. Còn mà nó về 1.180 thì auto mua mạnh, các bạn cứ automatic mua mạnh, sai thì cắt thôi, sai thì cắt lỗ cái phần mua đó thôi, nhưng về cái vùng, về sát cái vùng này thì các bạn cứ auto mua mạnh. Cái vùng này là vùng cơ hội đó. Đối với VN Index mà nói như thế thì ở đây ấy, nó có cái điểm quan trọng cái điểm quan trọng đó là dòng tiền ở nhóm ngân hàng thì chắc chắn người ta sợ rồi đó, người ta không có dám đu giá cao đâu đó, nó sẽ dịch chuyển về nhóm nào hay là cả thị trường nó giảm đó. Nếu như nhóm ngân hàng nó góp phần vào giảm điểm thì có thể nhiều nhóm khác nó lên, nhưng mà chỉ số không lên, tại vì nhóm ngân hàng nó bào điểm, nhóm khác nó lên thì nó cân bằng. Hiện nay nhóm ngân hàng nó chiếm rất là lớn, chiếm 40% thị trường chẳng hạn, 30-40% thị trường chẳng hạn đó. Thì nó chiếm quá lớn không? Nên cái phần giảm điểm của nó bào chỉ số chung đó, nó bào chỉ số chung. Thì nếu mà dòng tiền nó di chuyển sang nhóm khác thì nhóm khác nó tăng thì nó lại cân bằng trở lại, tức là chỉ số không tăng bao nhiêu nhưng mà chỉ số không giảm bao nhiêu nhưng mà nhiều nhóm ngành nó tăng. Đó là cái câu hỏi lập ra ở đây là dòng tiền nó ra khỏi nhóm ngân hàng thì nó vào nhóm nào đó, câu hỏi đó. Thì các bạn trong vài phiên tới thì các bạn nhìn, các bạn tự nhìn thấy dòng tiền về nhóm nào, các bạn tự trả lời lại. Đó là cái ý thứ nhất. Cái ý thứ hai đó là gần như chắc chắn nhóm ngân hàng nó phải xoay quay một thời gian, tức là nó tích lũy thì bao gồm đi ngang hoặc giảm đó, thì cái đó gọi là tích lũy. Thì nó tích lũy như thế đó thì dòng tiền nó phải tìm kiếm cơ hội kiếm ăn ở cái nhóm ngành chưa tăng chẳng hạn, hay là bị vạ lây chẳng hạn đó. Thì cái dòng tiền đó nó sẽ thể hiện trong vài phiên tới, thể hiện trong vài phiên tới đó. Thì nếu như điều đó xảy ra, các bạn đoán trước các bạn sẽ thắng. Đó. Điều đó xảy ra thì các bạn đoán trước các bạn sẽ thắng. Một số cái ý thứ ba tôi nói các bạn đó là một số cổ phiếu lớn liệu nó có, vừa rồi nó tăng mạnh quá, liệu nó có bào chỉ số nữa hay không. Tức là chỉ số có thể nó bị bào ở cái vùng 1.200 này, nhưng mà dòng tiền thì có thể nó nghịch đạo, nó đảo chiều ở cái nhóm khác. Đó, các bạn lưu ý cái điều đó. Thì bây giờ đó là cái điểm, những cái điểm quan trọng nhất trong quá trình các bạn trading. Còn đối với dòng tiền á các bạn, dòng tiền hiện nay thì quá tốt. Đó, dòng tiền rất là tốt, khá cao. Dòng tiền nó đang nằm ở cái vùng này là nó rất là cao. Nên chỉ số nó giảm mà dòng tiền nó cao thì cũng không vấn đề gì. Thì hiện nay thì nhìn chung ra đó thì một vài cái thông tin xấu, ví dụ như là
hai đời chủ tịch của Sàng Hô với là năm cán bộ gì đó, thì cái đó là mời những người đó hiện là những người dân bình thường các bạn. Họ không còn làm ở ủy ban, không còn làm ở ủy ban chứng khoán, thuộc ủy ban chứng khoán nhà nước nữa. Đó, cái chuyện đó thì tâm lý nó ảnh hưởng tí xíu thôi. Chứ nó không phải là cái gì đó trọng yếu, tức là đó là cái tâm lý thị trường, cái tâm lý nó tạo ra một cái tâm lý thôi. Rồi nhiều nhiều người đầu tư còn không biết ông Trần Đắc Sinh là ai cơ mà. Đó. Người ta nghỉ việc lâu lắm rồi các bạn. Đó, thành ra đó là một cái tâm lý thôi. Một cái tâm lý trên thị trường thôi. Cũng có thể cái phiên thứ sáu cái chuyện đó nó ảnh hưởng đến tâm lý thị trường nên nhiều cổ phiếu nó giảm mạnh. Tức là các bạn lưu ý nó giảm mạnh do tâm lý chứ không phải do bản chất, thì đó là một cái cơ hội, một cái cơ hội thôi đó. Chứ còn các cái chỉ số chứng khoán ở bên ngoài quốc tế thì nó vẫn là ở cái mức cực kỳ cao đó. Đó. Thì ở đây trong trường hợp xấu nhất là nó về 1180 thế thôi. Đó. Thì trong một con sóng lớn, trong một con sóng lớn thì dòng tiền nó sẽ góp mặt ở nhiều nhóm chứ không chỉ riêng gì nhóm ngân hàng, không? Các bạn thấy nhóm ngân hàng tăng từ 25, 30, 40% hết rồi. Đó, tăng cực mạnh. Như thế thì nó vào một cái giai đoạn chốt lời thì nó cũng hợp lý, nó cực kỳ hợp lý. Nhiều người giữ cổ phiếu ngân hàng họ chốt lời rồi họ cũng không dạy gì đu giá cao tiếp theo ngay tức thì, mà nó phải cần hoàn thành một cái vòng tích lũy sau đó break các bạn, thì các bạn hiểu như vậy. Những cái thông tin như cuối tuần vừa rồi đó các bạn thấy đó, thì tôi thấy là nó cũng không có gì to tát cả, cái chuyện rất nhỏ, nó chỉ là ảnh hưởng tâm lý. Còn ngoài ra không có cái thông tin gì xấu các bạn. Không có thông tin gì sao. Thậm chí nhiều nhóm ngành nó có tin tốt, ví dụ như nhóm sản xuất này đó. Đó. Hay như ví dụ như nhóm bất động sản nó không có tin tốt. Tin tốt là gì? Cái lượng tìm kiếm mua mua bất động sản đó trong cả nước đó nó tăng từ 70 tới 130%. Đó, trong cái tháng tháng 1 và tháng 2 so với năm ngoái đó, đó là cái lượng tìm kiếm mua mua tăng rất là mạnh. Đó, những cái thông tin đó là những cái thông tin cũng tương đối là tốt ha. Rồi rồi nhiều cái cổ phiếu mà nó giảm mạnh theo thị trường như thế này đó, thì nếu mà index mà nó giảm xuống cái mức nào đó thì các bạn căn cứ lên cái độ lịch giảm giá của nó, nhiều khi các bạn mua các bạn cũng kiếm được chục 15% kiểu như vậy. Cái phiên vừa rồi thì nhóm của Vin cũng 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 giảm mạnh ha. Giảm mạnh sau khi tăng mạnh cũng giảm mạnh đó. Thì ở đây ở đây tóm lại là các bạn hiểu với cái nhóm ngân hàng như thế nào, nó là phân phối không? Tại cái phiên thứ sáu vừa rồi là nó đến 32.000 tỷ, nó rất là lớn ha. Có thể hiểu đó là một phiên phân phối. Thì trong đó đó
là cái lượng giao dịch phân phối ở nhóm ngân hàng là áp đảo luôn, còn các cái nhóm khác nó bình thường thôi. Nên nhiều người cũng dính cái bull trap cổ phiếu ngân hàng trong hôm thứ sáu ha, với một cái cú ví dụ như thấy BIDV trần kéo cả nhóm về sau đỏ lè hết kiểu như thế. Cái câu hỏi mở tiền liệu tiền nó có chuyển sang nhóm khác hay không thì trong vài phiên tới thì các bạn thấy, thì các bạn có thể nhìn dòng tiền dự đoán để trading nếu có không. Cái câu hỏi này tôi không có khẳng định mà là đưa ra một cái trường hợp không? Cái trường hợp hay là cái kịch bản để cho các bạn xem xét. Kiểu gì cũng phải ứng phó với thị trường. Còn tôi nghĩ thị trường giảm mạnh trong những phiên tới thì khó lắm các bạn, rất khó. Rồi ha, hôm nay tôi nói cái video tới đây thôi. À, cũng đủ ý à. Nói chung với thị trường hiện tại tôi nói như thế các bạn đủ ý rồi, các bạn linh hoạt xử lý vấn đề. À, đầu tư thì nó dễ lắm các bạn, nhưng mà đầu cơ là nó cực kỳ khó. Đầu cơ đòi hỏi với một cái phương pháp và cái sự linh hoạt dứt khoát, biến đổi rất là nhanh. Trước cái thị trường biến đổi không ngừng mà đó, bắt buộc các bạn ngừng theo. Còn trường hợp mà VN Index mà nó về đây, ôi thì đúng là về đây thì mẹ all in full margin được đó, kiểu thế. Rồi chúc các bạn giao dịch thành công ha.